Xin chào các bạn đã đến với video của mình nha. Hôm nay mình sẽ viết một con mèo và quả bím ngô mặt cười. Và mình sẽ viết phần bím ngô trước nha. Bím ngô mình sẽ có một cam. Và một con mèo rất là đẹp. Qua cả bí ngô này rất là đẹp nha các bạn. Nó có hình mặt của giống như một con người. Mình sắp hoàn thiện một quả bí ngô. Đây chính là quả bí ngô ngô em. Mình sẽ tô màu xanh lá cây. Mình đã làm xong một quả bí ngô nha. Bây giờ mình sẽ làm chế trang một cái quả bí ngô to hơn. Quả bí ngô này mình sẽ chọn màu vàng. Mình làm xong quả bí ngô, gần tô xong quả bí ngô thứ hai nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tô như thế, mình sẽ tô là một xanh lá cây. Tròn ra ngoài. Các bạn mới tô phần này. Các bạn muốn đẹp hơn thì các bạn tô lại nước mặt. Mình làm hoàn thiện tiệt xong một quả bí ngô nha các bạn. Mình sẽ tô thêm màu nâu vào cùi nha các bạn.
mình đã hoàn thành quả bí ngô thứ hai rồi. Giờ mình sẽ chuyển sang tiếp con mèo. Con mèo nó sẽ là một mèo, nó sẽ là màu vàng rất đẹp. Mình sẽ tô phần đuôi của con mèo trước nhé. Tình cảm sắc tô xong người con mèo nhé. Mình sẽ cho màu da. Mình đã tô xong mặt con mèo rồi, bây giờ mình sẽ tô mũi của con mèo nhé. Mũi con mèo này mình sẽ tô màu nâu. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bàn tay. Bàn tay của nó thì mình sẽ chuyển sang màu tím. Xin đọc ngôn thì các bạn sẽ tô sàn dưới đất. Mình đã làm xong bức tranh con mèo nhé. Mình đây là mình đã kết thúc video. Xin chào và các bạn.
hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.